Bùi Quang bị một cái gọi là Tây Du Phong hệ thống đưa tới Tây Du Thế Giới, thành đường tam tạng lấy kinh một trong hai tùy tùng, vốn sống không quá một tập, nhưng có Tây Du Phong hệ thống, một đường nổi điên, cảm yêu trừ ma, công cái tôn ngộ không, sững sờ đi theo tới Tây Thiên Đại lôi âm tự, như lai nhìn đau đầu, biến số này phong như thế nào. Chương 1 Xuyên qua Tây Du thành tùy tùng, hoàng nạn huynh đệ gặp chân tình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Sông xoa lĩnh bên trên xiên ba yêu, hệ thống ban thưởng sản khoái phiên thiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thái Bạch Kim Tinh ăn nướng thịt, lừa gạt lão quan làm thần tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 hai cái tùy tùng còn sống, chúng tiên Phật toàn thể mộng bức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chân gấu an gia lưỡng giới sơn, định quan tiên tiễn đưa Mỹ kiều nương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Lưỡng giới sơn bên trên đánh lão hổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Cùng quan âm Bồ Tát liên thủ diệt định quan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ban thưởng tới tay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ngũ hành sơn phía dưới thu ngộ không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thuyết phục tôn hành giả, ban thưởng bát cửu huyền công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.